Hi xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lớp của hải thì nội dung trong video này mình sẽ cập nhật thông tin về ra ban -Nh nha các bạn thì uh, hiện tại khi mà các bạn vào cái app khai thác ra thì nó sẽ hiện ra cái ngay chỗ mà thì nó kêu chúng ta chụp ảnh cái khuôn mặt ngay chỗ này nè thì uh, nhiều bạn nhắn tin hỏi mình bình luận hỏi là cái này là làm cái gì có nên làm ở thời điểm hiện tại không? Thì câu trả lời là không nha các bạn Hiện tại chúng ta không cần phải làm gì cả Và khi nào mà nhận được những thông báo từ dự án Thì lúc đó mình sẽ thông tin đến các bạn nha Cho nên hiện tại các bạn không cần phải làm gì cả Cái này nó chỉ mới cập nhật cái giao diện nó lên như vậy thôi nha các bạn và các bạn biết đấy, uh, CDRA là một dự án hiện tại cực kỳ hot nha các bạn và mình nói cái đồng coin này nó cực kỳ giá trị nha. Cho nên hiện tại những cái thành phần xấu những kỹ lợi dụng CDRA để mà lừa đảo nha các bạn. Thì họ có thể nhắn tin liên lạc với các bạn và nói là có thể giúp các bạn vượt qua cái bước sống mình B2B nha thì họ kêu các bạn là chuyển tiền cho họ hoặc là kêu các bạn đưa tài khoản cho họ thì các bạn không nên nha. Tất cả đều là lừa đảo nha. Và những cái bước xác minh này đều là chúng ta phải tự làm mới được nha các bạn. Cho nên là chúng ta phải cập nhật những thông tin chính chủ nha. Thì các bạn cứ việc đăng ký kênh của mình, mình sẽ cập nhật những thông tin chính chủ từ dự án đến các bạn nha. Cho nên các bạn không nghe theo lời bất cứ một ai, những ai mà lạ mà tiếp cận các bạn các bạn không nên nha. Rồi thì cái bước mà đó là chụp hình khuôn mặt này nè. Thì các bạn cứ việc để im như vậy nha. Hiện tại chúng ta không cần phải làm gì cả nha các bạn rồi tiếp theo đó là cái bước mà chúng ta nhiều bạn nói là chúng ta tải lên một cái tài liệu mới để mà kc để mà tăng cái điểm kc này nè thì uh, theo cá nhân mình thôi nha đây là theo quan điểm của mình thì chúng ta cũng không cần thiết đâu các bạn uh, tại vì uh, mỗi một cái đó là kc thì chúng ta chỉ cần một uh, kc một lộ giấy tờ như thế này và đã xác nhận kc như thế này là ok rồi các bạn còn cái điểm này thì chúng ta cũng chưa biết nó để làm cái gì các bạn Uh, nhưng mà chắc chắn thì cái điểm này nó tạo ra thì chắc chắn nó sẽ có một cái công dụng gì đó nhưng mà theo uh, uh, như thông báo á, thì cái thằng này hình như là cái nó không có dùng mà được. đó là cái cơ chế khó nha các bạn chỉ còn tải một tài liệu thôi còn cái điểm này uh, sau này nó sẽ có những cái thông báo nha và hiện tại các bạn cứ việc đăng ký kênh của mình để mà cập nhật những thông tin chính chủ từ dự án nha các bạn rồi và mình sẽ để cái đường link đăng ký cái thằng ra này hiện tại nó vẫn cho chúng ta khai thác nha các bạn. Thì các bạn có thể click vào phần bình luận để mà đăng ký nó càng sớm càng tốt nha các bạn. Và mình sẽ cập nhật những thông tin liên tục trên kênh của mình nha. Video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quả chuông bên cạnh để đón xem những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.